Tiểu sử Hương Tràm. Cô sinh ra tại thành phố Vinh, Nghệ An, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Vinh. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật, bố là nghệ sĩ ưu tú Tiến Dũng chuyên về dòng nhạc dân gian, từng đoạt huy chương vàng tiếng hát chuyên nghiệp toàn quốc năm 1987 với ca khúc Đi Trong Hương Tràm, nay đang là Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An. Mẹ là bà Dư Thị Thủy, nghệ sĩ tại Đoàn Ca Múa Nghệ An. Hương Tràm còn có người anh trai là Phạm Tiến Mạnh, thí sinh dự thi lọt vào top 10 chương trình Sao Mai Điểm Hẹn năm 2010. Cuộc thi giọng hát Việt Sau Đêm phát sóng đầu tiên của chương trình tối ngày 8 tháng 7 năm 2012 với phần trình diễn xuất sắc ca khúc ELL On Way Love You. Cô nhận được sự lựa chọn của 4 vị giám khảo. Sau đó, cô chọn vào đội của Thu Minh. Sau khi đăng quang, cô cho biết cuộc thi The Voice là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình và mong khán giả nhìn vào thành công của chương trình và nỗ lực của thí sinh mà đừng để ý tới những chuyện không hay. Giải thưởng quán quân của giọng hát Việt 2012, nghệ sĩ mới của năm của giải thưởng âm nhạc cống hiến 2013.